Ok, hello, xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác quay trở lại kênh YouTube của Hàng Thì Bác Gì ạ. Thì clip sáng hôm nay em lại lên cho bác một demo săn vô nhé. Săn mặt quỷ này. Đấy, nút xoay nhé. Con này thì em đang test xì các bác này. Đấy, hơi thì đã phì hơi bên trên này. Xem các cạnh này. Cạnh này thì nó lông ngoài, cạnh này nó có hơi một tí nước các bác nhé. Hơi xì này, hơi xì này các bác về các bác cứ đun nhiều là cái doang là tại vì cái doang này em lâu không đun đấy. Đun nhiều là cái doang này sẽ kín. Đây là kín rồi, bác thấy chưa? Cứ đun nhiều là dần đã kín rồi nhá. Đấy. Đấy, đây thì nằm bên đây này, để bên đây cũng vậy một chút nhá, một chút này, đây còn hơi chứ là hơi chính nó đã lên đây rồi, để các bác nhá, em tắt này, đây, em test nước cho các bác xem, đấy, sôi ục này, rất là nóng các bác nhá, rất là nóng, mà cái xong này con này xong tương đối là đẹp, đây, con này đẹp thế này mà sao các bác nói các bác lại không đặt xong các bác lại không lấy, để em cho các bác xem. Ôi, sao cái gì đấy? Để các bác đợi tí em lấy ra nhá, nóng lắm. Nóng lắm. Ui dồi ôi, không có cái gì này. Chúng ta cổ đồ. Ra. Ui dồi, nóng lắm các bác nhá. Đây này, son cực kỳ đẹp này, son trắng gương nữa. Đấy, các bác nhìn kia cho em vậy này. Son trắng gương này. Đấy. Đấy, son này. Con này một tí này nhá, một tí này thì không phải. Đây nó có cái gì thôi. Còn lại là rất đẹp nhá. Đây, một chút đây này. Cái gì này, cái chắc là cái gì nó chọc vào đây này. Còn lại này, rất là ok này. Đây, bác nhìn chơi. Rất là đẹp nhá. Doang chiếc của nó này còn xanh nguyên này. Đây, hốc này. Viên này còn xanh nguyên luôn này. Đấy, cái này thì họ nấu cháo nó bẩn lên nhá. Các bác phải có vệ sinh lại cho em với. Vi viết của nó này. Đây. Doang như này thì rách một tí nhá. Đấy. Rất là ok nhá. Con Na ơi. Dạ. Mà tí nữa đi con Na nhá. Ừ, tí nữa con Na. Đây các bác nhá. Đây này, có phím chức năng của nó này, tắt này. Đây menu này. Nó xoay rất hay nhá. Đấy, để tôi tiên nấu bình thường này. Nấu hơi cứng một chút này, nấu mềm này, nấu nhanh này, đấy, nấu xôi nha các bác nhé, nấu cháo này, nấu cơm sushi này, nấu cà rê này thì các bác là phải biết nấu cơ, đấy, rất nhiều các loại chế, rất nhiều cái chế độ này, hiện giờ này, đấy, xoay để chỉnh giờ này, đấy, rất là hay nhé, con này son trắng gương. Đấy, son trắng gương này, rất đẹp. Nóng lắm các bạn, nóng. Gương sáng mô choang luôn này. Thì con này em bán với giá là 680.000 nhá. 680.000 nhá. Hôm nay xả hàng này các bác. 680.000. Bạn nào chốt hàng thì liên hệ với số điện thoại là 0983 39755 nhá. Với lại là em vẫn còn chạy bóng sưởi các bác nhá. Bóng sưởi thì em vẫn chạy nhá. Đây em còn ít bóng sưởi em cho các bác. Vẫn bóng sưởi vẫn chạy này. Đấy. Bóng sưởi này. Bóng sưởi này nhà tắm mùa đông nhé các bác nhé. Dùng cho các bác ở miền Bắc hay các bác là vùng xứ lạnh nhá. Đấy. Bóng sưởi này thì em đang bán với giá là 290k nhá. 290k. Bác nào chốt hàng thì các bác cứ liên hệ giúp em với lại có em có cái đường link Shopee em để ở dưới phần mô tả đấy. Các bác nào mà kích vào đấy thì mua sẽ được Shopee thì nó sẽ được cái phí vận chuyển nó sẽ được giảm giá một chút nhá. Đấy. Bạn nào chốt hàng thì vui lòng gọi sớm giúp em nhé. Các bác thích clip của em hay thì cho em xin một like, một chia sẻ. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì xin một đăng ký kênh nhé. Em chào các bác, hẹn gặp các bác clip tiếp theo.